Sách Nehemi chương 1. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20, nhằm tháng Kitler, sải khi tôi đang ở tại kinh đô Susa, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng, những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng, ôi, Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại, tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se kẻ tôi tớ Chúa rằng, nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay, xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả, bây giờ tôi làm quan tiểu chánh của vua. Chương 2. Đang năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước, tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt? Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để tôi xây cất thành ấy lại. Đang khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy, vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda. Lại ban chiếu chỉ cho Asaph, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông vào trao cho họ những bức thư của vua. Vả,
Vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi Sanballat người Horon và Tobia là kẻ tôi tớ Ammon hay điều đó, thì lấy làm bất bình, vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Israel. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại, ngoài con thú tôi cởi, thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm, tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn, tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua. Song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm, tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. Vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giuđa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sanballat người Horon, Tobia kẻ tôi tớ Ammon và Geshem người Ả Rập được hai việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Chương 3. Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt 2 cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Hananeen. Kế Eliashib, người thành Jericho xây cất. Kế chúng, Saku, con trai của Imri xây cất. Con cháu của Sena xây cất cửa cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh, chốt với then nó. Kế chúng, Meremot, con trai của Uri, cháu của Hakot, lo sửa xây. Kế chúng, Mesulam, con trai Berekia, cháu Mesesa Leon, làm tu bổ. Kế chúng, Sadoc, con trai của Baana, tu bổ. Kế chúng, những người Tekua tu bổ. Song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình. Yoyada, con trai của Phasea và Mesulam, con trai của Besodia, sửa xây cái cửa cũ lại. Chúng lợp nó, tra cánh, chốt và then. Kế chúng, Melatia là người Gabaon và Yadon là người Meronot, cùng những người Gabaon và người Mitba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông đều tu bổ. Kế chúng Usien, con trai hạt Haya, một kẻ trong bọn thợ vàng tu bổ. Kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương tu bổ. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Kế họ Rephaya, con trai của Hurơ, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem tu bổ. Kế họ Yedaya, con trai Harumap, tu bổ nơi đối ngang với nhà người.
kế người Hát Túc, con trai của Ha-sáp-nia tu bổ. Man-ki-gia, con trai của Ha-rim, và Ha-súp, con trai của Pha-hát-mô-áp, tu bổ một phần khác và cái tháp lò. Kế chúng, Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem, và các con gái của người đều tu bổ. Hanun và dân cư Sanoa sửa cái cửa trũng, chúng xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây 1,000 thước vách ngăn cho đến cửa phân. Mankiya, con trai Rekab, quản lý quận Bet Hakerem, sửa cái cửa phân, người xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then. Salun, con trai của Côn Hô Xe, quản lý quận Mít Ba, sửa cái cửa giếng, người xây cất nó, lợp nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây vách ngăn của ao Siloe gần bên vườn vua và cho đến cái thang từ thành David trở xuống. Kế người Nehemi, con trai của Abuk, quản lý phân nửa quận Bethsura, sửa xây vách cho đến ngang các lăng tẩm David, cho đến ao đã đào và cho đến nhà của các dõng sĩ. Kế người Rehum, con trai Bani, người Levi, tu bổ. Kế người Hashabia, quản lý phân nửa quận Keila, tu bổ về phần quận mình. Kế người có anh em của họ là Ba Vai, con trai của Henadad, quản lý phân nửa quận Keila, tu bổ. Kế người Ese, con trai của Josue, quản lý Mít-ba, tu bổ một phần khác, đối ngang dốc đi lên kho binh khí ở về góc thành. Sau người có Baruch, con trai của Sáp-bai, lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác, từ góc thành cho đến cửa vào nhà Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm. Sau người có Meremoth, con trai Uri, cháu Ha-cốt, sửa một phần khác, từ cửa vào nhà Eliashib cho đến cuối nhà người. Sau người có những thầy tế lễ là kẻ ở đồng bằng Giô-đanh tu bổ. Kế chúng Benjamin và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng Asaria, con trai của Ma-a-se-gia, cháu Anania, tu bổ phía bên nhà mình. Kế người Binui, con trai của Henadad, sửa một phần khác, từ nhà Asaria cho đến nơi cạnh và cho đến góc thành. Phalan, con trai của Usai, sửa nơi đối ngang góc thành và nơi tháp cao ló ra của đền vua, đụng giáp cái sân ngục. Kế người đó có Phedaya, con trai của Pharos, tu bổ. Và người Nethinim ở tại Ophên cho đến nơi đối ngang cửa nước về phía đông và tháp ló ra. Kế người ấy có người Thecoa, sửa một phần khác đối ngang tháp lớn ló ra và cho đến vách Ophên. Những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. Sau chúng, Sa-đốc, con trai Y-mê, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế sau người có Sê-ma-gia, con trai Sê-ca-nia, kẻ giữ cửa đông, tu bổ. Kế người Hanania, con trai của Sê-lê-mia và Hanun, con thứ sáu của Sa-láp, sửa một phần khác. Kế chúng Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-kia, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế người Man-ki-gia, một người trong bọn thợ vàng, sửa cho đến nhà của người Nê-thi-nim và tay buôn bán, đối ngang cửa Mi-phơ-cát và cho đến nơi dốc của góc thành. Còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần giữa nơi góc thành và cửa chiên. Chương 4. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất
mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobia, người Ammon ở bên cạnh người nói rằng, vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây cất, chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi sang Ba Lát, Tobia, những người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giu-đa nói, còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng, chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng, thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng, chớ sợ chúng. Khá nhớ, Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa. Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng rồi xây sửa, còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng, công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng, mỗi người hãy cùng tôi tớ mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra. Mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Chương 5. Khi ấy, có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giu-đa là anh em mình. Có người nói rằng, chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi, đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người nói rằng, trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Lại có người khác nói rằng, chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi, mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Vả thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai họ. Này,
chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng mà rằng: các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng: cứ theo quyền chúng ta có, chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa mà đã bị bán cho các dân tộc, mà các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh, chẳng biết nói chi nữa. Tôi lại nói: điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này. Tôi xin anh em chín ngày này hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive và nhà cửa của họ, cùng lời 1% về bạc lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nộp. Chúng nói rằng: chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy y ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó. Tôi cũng vũ vạt áo tôi mà rằng: phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy vũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn. Nguyện hắn bị vũ sạch không như vậy. Cả hội chúng đồng nói: Amen. Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giu-đa, tức từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ạt-ta-xét-xê, cộng trong 12 năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40 siếc lơ bạc. Đến đổi, các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. Lại, tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào, và các đầy tớ tôi đều hội hiệp lại đó đặng làm công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Vả, người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên chọn lựa. Người ta cũng dọn những gà vịt, và mỗi 10 ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi. Chương 6. Sải khi sang Ba Lát, Tobia, Gê-xem là người Ả Rập và các thù nghịch chúng tôi khác hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa. Dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa thì sang Ba Lát và Gê-xem sai đến nói với tôi rằng: hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ono. Nhưng chúng có ý làm hại tôi. Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: ta mắc làm công việc lớn xuống không đặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi 4 lượt như vậy, song tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. Lần thứ 5, sang Ba Lát sai kẻ tôi tớ người cũng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay. Trong thơ có viết rằng: trong các dân tộc người ta nghe đồn và gác mưu nói rằng ông và người Giu-đa toan nhau giấy loạn. Tại cớ ấy nên ông mới xây sửa vách thành, và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. Lại, ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Jerusalem rằng có một vua trong xứ Giu-đa. Bây giờ
người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy. Vậy hãy đến để chúng ta nghị luận với nhau. Tôi sai nói với người rằng, những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng ngươi có đặt nó ra, vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi. Chúng nó rằng tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Đoạn, tôi đi đến nhà của Shemaya, con trai của Delaya, cháu của Mehetabeel. Người ấy đã rút ẩn ở đó, người nói rằng, chúng ta hãy gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Ấy lúc ban đêm mà chúng nó toàn đến giết ông. Tôi nói, một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tobia và Sanballat đã mướn người vậy. Vì tại đó người được trả tiền công đặng khiến tôi sợ hãi, dụ tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa và làm sỉ nhục tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ Tobia và Sanballat, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm. Xin cũng nhớ đến Noadia nữ tiên tri và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Vậy, ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong, hết 52 ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng, vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa gửi lắm thơ từ cho Tobia, và Tobia đáp thơ gửi lại cho chúng. Vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Shekania, con trai của Ara, và Johanan, con trai người, đã cưới con gái của Mesulam, là con trai của Berekia. Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người, và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tobia gửi thơ để làm cho tôi sợ hãi. Chương 7. Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani em tôi và cho Hanania quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Tôi dặn chúng rằng, chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. Vả thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người đã trở lên lần đầu, và trong đó tôi thấy có ghi rằng, này là các người tỉnh Giu-đa từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nebuchadnezzar bắt dẫn tù. Chúng trở lại Jerusalem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình. Chúng trở về với Zerubbabel, Yeshua, Nehemi, Asaria, Ra-amia, Nahamani, Mạc-đô-chê, Binh-sang, Mít-bê-rết, Biết-vai, Nê-hun và Ba-a-na. Này là số tu bộ những người nam của dân Israel. Về con cháu Pha-rốt, 2.172 người. Về con cháu Sê-pha-tia, 372 người. Về con cháu Ara, 652 người. Về con cháu Pha-hát-mô-áp, con cháu của Giê-xua và Dô-áp, có 2.818 người. Về con cháu Ê-lam, 1.254 người.
Về con cháu Sát Tu, 845 người. Về con cháu Sát Cai, 760 người. Về con cháu Binui, 648 người. Về con cháu Bebai, 628 người. Về con cháu Agat, 2322 người. Về con cháu Adonikam, 667 người. Về con cháu Biết Vai, 2067 người. Về con cháu Adin, 655 người. Con cháu Ate, về dòng dõi Ezechia, có 98 người. Về con cháu Hashum, 328 người. Về con cháu Besai, 324 người. Về con cháu Harib, 112 người. Về con cháu Gabaon, 95 người. Về những người Bethlehem và Netopha, 188 người. Về những người Anatot, 128 người. Về những người Bet Amavet, 42 người. Về những người Kiriat Yearim, người Kephira và người Beeroth, 743 người. Về những người Rama và Geba, 621 người. Về những người Mitma, 122 người. Về những người Bethen và Ahi, 123 người. Về những người Nebo khác, 52 người. Về con cháu Elam khác, 1254 người. Về con cháu Harim, 320 người. Về con cháu Jericho, 345 người. Về con cháu của Lodơ, của Hadid và của Ono, 721 người. Về con cháu Sena, 3930 người. Những thầy tế lễ. Về con cháu Jedaya, nhà Yeshua, 973 người. Về con cháu Ime, 1052 người. Về con cháu Phasurơ, 1247 người. Về con cháu Harim, 1017 người. Người Levi, con cháu của Yeshua và của các Mien, về dòng dõi Hodeva, 74 người. Người Kahat, về con cháu Asap, 148 người. Kẻ giữ cửa, về con cháu Salum, con cháu Ate, con cháu Tanh Môn, con cháu Akup, con cháu Hatita và con cháu Sobai, 138 người. Người Nethinim, con cháu Siha, con cháu Hasufa, con cháu Tabaot, con cháu Kerot, con cháu Shia, con cháu Phadon, con cháu Lebana, con cháu Hagaba, con cháu Sanh Mai, con cháu Hanan, con cháu Giden, con cháu Gaha, con cháu Reaya, con cháu Resin, con cháu Nekoda, con cháu Gasam, con cháu Usa, con cháu Phasea, con cháu Besai, con cháu Meunim, con cháu Nephisheshim, con cháu Bakbuk, con cháu Hakufa, con cháu Harua, con cháu Baklit, con cháu Mehida, con cháu Hatsa, con cháu Bakko, con cháu Sisera, con cháu Thamak, con cháu Nesia, con cháu Hatifa. Dòng dõi các đầy tớ của Salomon, con cháu Sotai, con cháu Soferet, con cháu Ferida, con cháu Yaala, con cháu Đạt Côn, con cháu Giden, con cháu Sephatia, con cháu Hát Tinh, con cháu Phokeret Hát Sebaim, con cháu Amon. Tổng cộng các người Nethinim và con cháu các đầy tớ của Salomon là 392 người. Này là những người ở từ tên Mela, tên Hạt Sa, Kerub, Adon và từ Ime mà đi lên. Nhưng chúng nó không thể chỉ ra nhà của tổ phụ mình và gốc gác của họ hoặc thuộc về Israel hay chăng. Con cháu Delaya, con cháu Tobia và con cháu Nekoda đều 642 người. Về những thầy tế lễ, con cháu Habaya, con cháu Hakot, con cháu Bạc Silai là người lấy vợ
trong vòng con gái của Barzillai, người Galaad, và được gọi bằng tên của họ. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình nhưng không thấy, bèn bị trừ ra chức tế lễ, kể cho là ô uế. Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người, không kể những tôi trai tớ gái của dân, số được 7.337 người. Cũng có 245 kẻ ca hát nam và nữ. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có mấy trưởng tộc đem của cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho 1.000 đa riết vàng, 50 cái chậu và 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác 2.000 đa riết vàng và 2.200 min bạc. Còn vật dân sự khác dân được 2.000 đa riết vàng, 2.000 min bạc và 67 cái áo thầy tế lễ. Ấy vậy, những thầy tế lễ người Lê Vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân và người Nethinim cùng cả Israel đều ở trong các thành của mình. Khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Chương 8. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaya, Uri, Hinkia và Maaseya đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Phedaya, Misael, Mankiya, Hashum, Hatbadana, Sachari và Mesulam. Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Giê-sua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabethai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabak, Hanan, Belaya và người Levi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Levi mà dạy dỗ dân sự bèn nói với cả Israel rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: Khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm, vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê-vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều
đang lúc lễ tháng 7. Và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Jerusalem nghe rằng: hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và nơi phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về, bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy, bèn có sự rất vui mừng. Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ăn lễ 7 ngày, còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Chương 9. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ, Yeshua, Bani, Cadmien, Shebania, Bunni, Serebia, Bani và Kenani đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình. Khi ấy, những người Lê-vi là Yeshua, Cadmien, Bani, Hashabnia, Serebia, Hodia, Shebania và Phetahia nói rằng: hãy đứng dậy, ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp. Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va, có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Chúa ơi, Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người ra khỏi U-rơ của dân Canh-đê và ban cho người tên Abraham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa, và Chúa lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Giê-bu-xít và dân Ghi-rê-ga-xít. Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ê-díp-tô, có nghe tiếng kêu la của chúng tôi bên biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pharaon, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự của nước người. Vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kiêu căng, và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó, để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô. Còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu như ném đá trong nước lớn. Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây, và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa. Cậy Môi-se tôi tớ của Chúa truyền cho chúng những điều răn, quy tắc và luật pháp. Từ các tầng trời, Chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng vào nhận lấy xứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình, và trong sự bội nghịch mình,
cắt một kẻ làm đầu đặng trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng, dẫu khi chúng làm một con bò con đực mà rằng: này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ai Cập và chọc cho Chúa giận nhiều, thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng. Trụ mây dẫn đường ban ngày, không lìa khỏi trên chúng, hoặc trụ lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ cho chúng, không từ chối cho miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước đặng uống khác. Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn chi cả, quần áo chúng không cũ rách và chân chúng chẳng phù lên. Vả lại, Chúa ban cho chúng những nước và dân tộc và phân phát nước ấy cho chúng. Chúng nhận được nước của Si-hôn, tức nước của vua Hết-bôn, và nước của Ốc vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu chúng đông như sao trên trời, đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ ấy. Vậy con cháu chúng bèn vào và nhận lấy xứ, và Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó cùng các dân tộc của xứ vào tay họ, đặng họ đãi các dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững và ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Dù vậy, chúng chẳng vâng theo, bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các đấng tiên tri của Chúa là người làm chứng nghịch cùng họ, đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Song chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy, Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ, chúng nó hà hiếp họ. Trong thời hoạn nạn, chúng kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến, theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa. Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu địch mình. Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng. Song khi chúng trở lại kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Dù vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa là luật lệ, nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình và không khứng nghe theo. Chúa dung thứ chúng nhiều năm và cậy thần linh và các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng. Nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, là Đức Chúa Trời rất lớn, rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ, xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi và trên hết thảy dân sự của Chúa, từ đời các vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình, vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ các công việc ác của họ. Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi,
Này, chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Xứ sinh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi, tại cớ tội lỗi của chúng tôi. Các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đang bị hoạn nạn lớn. Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn, và chúng tôi ghi chép nó. Các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho. Chương 10. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn, là con trai của Hakalia, và Sedekia, Seraya, Asaria, Jeremy, Phasura, Amaria, Mankia, Hattuk, Shebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginethon, Baruk, Mesulam, Abia, Miyamin, Maasia, Bingai, Shemaya. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Yeshua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Shebania, Hodia, Kelita, Belaya, Hanan, Miche, Rehob, Hashabia, Sakua, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adonia, Biết-vai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hashum, Beshai, Harib, Anatot, Nibai, Mark-Biat, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Yadua, Phelatia, Hanan, Anaya, Oshe, Hanania, Hashub, Halohet, Bila, Shobek, Rehum, Hashabna, Maaseya, Ahiya, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình, mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng lệ luật và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng, nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua. Và qua năm thứ bảy, chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy lệ, buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 siết lơ dùng về công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân, về của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày Sa-bát, trong ngày mồng 1 và trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa đặng mỗi năm theo kỳ nhất định tùy nhà tổ phụ mình, mà đem những củi đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va, lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây
rượu mới và dầu mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn một phần mười huê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy một phần mười trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của A-rôn sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế một phần mười, rồi họ sẽ đem một phần mười của trong thuế một phần mười ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Chương 11. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong mười người của chúng đến ở tại Jerusalem là thành thánh, và chín người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Vả, đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem. Nhưng trong các thành Giuđa, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê-vi, người Nethinim và con cháu của các tôi tớ Salomon. Có mấy người Giuđa và người Benjamin ở tại Jerusalem. Về người Giuđa có Athaya, con trai của Usia, cháu của Sachari, chắc của Amaria, chít của Sephatia. Sephatia là con trai của Mahalalel, thuộc về dòng dõi Phê-rết. Lại có Maaseya, con trai của Baruch, cháu của Côn-hô-xê, chắc của Hasaya, chít của Adaya. Adaya là con trai của Yoyarib, cháu của Sachari, về dòng dõi Shiloni. Các con cháu của Phê-rết ở tại Jerusalem là 468 người mạnh dạn. Về người Benjamin có Salu, con trai của Mesulam, cháu của Yoed, chắc của Phê-đa-gia, chít của Cô-la-gia. Cô-la-gia là con trai của Ma-a-sê-gia, cháu của Y-thi-ên, chắc của Ê-sai. Và sau người có Gáp-bai và Sa-lai, cùng 928 người. Yoên, con trai của Siết-ri làm quan trưởng của chúng. Còn Giu-đa, con trai của Ha-sê-nua, làm phó quản thành. Trong những thầy tế lễ, có Giê-đa-gia, con trai của Yô-gia-ríp, Gia-kin và Sê-ra-gia, con trai của Hinh-kia, cháu của Mê-su-lam, chắc của Sa-đốc, chít của Mê-ra-yốt. Mê-ra-yốt là con trai của A-hi-túc, là quản lý đền của Đức Chúa Trời, cùng các anh em họ làm công việc của đền là 822 người. Lại có A-đa-gia, con trai của Giê-rô-ham, cháu của Phê-la-lia, chắc của Am-si, chít của Sa-cha-ri. Sa-cha-ri là con trai của Pha-su-rơ, cháu của Man-ki-gia, cùng các anh em họ đều là trưởng tộc, số là 242 người. Cũng có A-ma-sai, con trai của A-sa-rên, cháu của Ạc-sai, chắc của Mê-si-lê-mốt, chít của Y-mê và các anh em họ, đều là người mạnh dạn và can đảm, số được 128 người. Sáp-đi-ên, con trai của Gê-đô-lim, làm quan trưởng của chúng. Trong người Lê-vi có Sê-ma-gia, con trai của Ha-súp, cháu của A-ri-kham, chắc của Ha-sa-bia, chít của Bun-ni. Trong các trưởng tộc người Lê-vi có Sa-bê-thai và Dô-sa-bát, được cắt coi sóc công việc ngoài của đền Đức Chúa Trời. Còn Mát-ta-nia, con trai của Mi-chê, cháu của Sáp-đi, chắc của A-sáp, làm đầu về việc hát lời khen ngợi trong lúc cầu nguyện, cùng bác Bu-kia là người thứ nhì trong anh em mình, và Áp-đa, con trai của Sa-mua, cháu của Ga-la, chắc của Giê-đu-thun. Hết thảy người Lê-vi ở trong thành thánh được 284 người. Những kẻ canh giữ cửa là A-cúp, Tanh-môn và các anh em họ,
được 172 người. Các người Israel khác, những thầy tế lễ và người Lê-vi đều ở trong các thành của xứ Giu-đa, mỗi người trong cơ nghiệp mình. Người Nethinim đều ở tại Ophên, Siha và Gitba làm quan trưởng của người Nethinim. Uzi, con trai của Bani, cháu của Hashabia, chắc của Mattania, chít của Miche về dòng dõi Asaph là kẻ ca hát, được đặt cai trị người Lê-vi tại Jerusalem, lo làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Vì có lệnh vua truyền về việc của chúng và có một phần lương định cấp cho những kẻ ca hát, ngày nào cần dùng theo ngày nấy. Phê-tha-hia, con trai của Mê-sê-sa-bê-ên về dòng Sê-ra, là con của Giu-đa, giúp vua cai trị mọi việc dân. Còn về các hương thôn và đồng ruộng của nó, có mấy người Giu-đa ở tại Kiriat Araba và trong các làng nó, tại Dibon và các làng nó, tại Giê-cáp-sê-ên và các làng nó, tại Giê-xua, Mô-la-đa, Bết-phê-lê, Hát-sa-su-anh, Bê-e-xê-ba và trong các làng nó, tại Siết-lạc, Mê-cô-na và trong các làng nó, tại En-ri-môn, Sô-ra, Giạc-mút, tại Sa-no-a, A-đu-lam và các làng nó, tại trong La-ki và các đồng ruộng nó, trong A-sê-ca và các làng nó. Vậy chúng ở từ Bê-e-xê-ba cho đến trũng Hinnom. Người Benjamin cũng ở từ Gê-ba cho đến Mít-ma, A-ya, Bê-tên và các làng nó, và ở tại Anatot, Nob, Anania, Hát-so, Rama, Gi-tha-im, Hadid, Sê-bô-im, Nê-ba-lát, Lô-đơ và Ô-nô, tức là trũng của các thợ. Từ trong các người Lê-vi, có mấy bang ở Giu-đa hiệp với Benjamin. Chương 12. Đây là những thầy tế lễ và người Lê-vi theo Sơ-rô-ba-bên, con trai của Sa-la-thi-ên và Giê-xua mà đi lên. Sê-ra-gia, Giê-rê-mi, E-sơ-ra, A-ma-ria, Ma-lúc, Ha-túc, Sê-ca-nia, Rê-hum, Mê-rê-mốt, I-đô, Ghi-nê-thôi, A-bi-gia, Mi-gia-min, Ma-a-đia, Bin-ga, Sê-ma-gia, Dô-gia-ríp, Dê-đa-gia, Sa-lu, A-móc, Hinh-kia và Dê-đa-gia. Đó là quan trưởng của những thầy tế lễ và anh em của họ trong đời Giê-xua. Những người Lê-vi là Giê-xua, Bin-nui, Các-mi-en, Sê-rê-bia, Giu-đa và Mát-ta-nia là người với anh em mình coi sóc việc hát khen ngợi. Lại có Bác-bu-kia, U-ni cùng các anh em mình. Họ thay đổi phiên nhau trong công việc mình. Giê-xua sanh Giô-gia-kim, Giô-gia-kim sanh Eli-a-síp, Eliashib sanh Yoyada, Yoyada sanh Jonathan, Jonathan sanh Yadua. Này là trưởng tộc của những thầy tế lễ trong đời Yoyakim, về họ Seraya, Meraya, về họ Jeremy, Hanania, về họ Esra, Mesulam, về họ Amaria, Yohanan, về họ Meluki, Jonathan, về họ Shebania, Joseph, về họ Harim, Akna, về họ Merayot, Henkai, về họ Ido, Sachari, về họ Ginethon, Mesulam, về họ Abia, Siegri, về họ Minjamin và Moadia, Fintai, về họ Binga, Samua, về họ Shemaya, Jonathan, về họ Yoyarib, Martenai, về họ Yedaya, Usi, về họ Salai, Kalai, về họ Amok, Ebe, về họ Hinkia, Hashabia, về họ Yedaya, Nethaneen. Về người Lê-vi, các trưởng tộc của họ đã biên tên vào sổ trong đời của Eliashib, Yoyada, Yohanan và Yadua. Còn những thầy tế lễ thì biên tên vào sổ trong đời Darius nước Pherusher. Các trưởng tộc của người Lê-vi có ghi tên vào sách sử ký cho đến đời Yohanan, con trai của Eliashib. Các trưởng tộc của người Lê-vi, Hashabia, Sê-rê-bia và Giê-xua, con trai của các Mi-en và các anh em người đứng đối nhau
từng bang từng thứ, đặng ngợi khen và cảm tạ tùy theo lệnh của David, người của Đức Chúa Trời. Mattania, Bakbukia, Obadia, Meshulam, Tanmon và Akub là kẻ canh giữ cửa, giữ các kho bên cửa thành. Các người này ở về đời Yoyakim, con trai của Yeshua, cháu Yosadak, về đời Nehemi, quan tổng trấn, và về đời Ezra, làm thầy tế lễ và văn sĩ. Khi khánh thành các vách thành Jerusalem, thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏa, đờn cầm và đờn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatit, lại từ Bết Ginganh, từ đồng bằng Geba và Atmavet, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. Bây giờ tôi biểu các quan trưởng Giu-đa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tốp lớn kéo nhau đi để cảm tạ. Một tốp đi về phía hữu trên vách thành tới cửa phân. Sau chúng có Hosea và phân nửa số các quan trưởng Giu-đa cùng Asaria, Ezra, Meshulam, Giu-đa, Benjamin, Shemaya, Jeremy và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn. Sachari, con trai của Jonathan, cháu của Shemaya, chắc của Mattania, chít của Miche. Miche là con trai của Sát-cua, cháu của Asáp, cùng các anh em người là Shemaya, Asaren, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneen, Giu-đa và Hanani, cầm những nhạc khí của David, người của Đức Chúa Trời, và Ezra, người văn sĩ, đi ở đằng trước chúng. Từ cửa suối ở ngay mặt, chúng đi thẳng lên các nấc thành David, tại nơi đốc vách thành ở trên đền David, và đến cửa nước về phía đông. Còn tốp cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành, đối ngang lại với tốp thứ nhất. Còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự, từ tháp các lò cho đến vách rộng, đi qua trên cửa Ephraim, gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea đến cửa chiên. Chúng dừng lại tại cửa ngục. Đoạn, hai tốt cảm tạ dừng lại trong đền Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy. Và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseya, Minyamin, Miche, Elioenai, Sachari và Hanania. Lại có Maaseya, Shemaya, Eleasa, Usi, Yohanan, Mankiya, Elam và Ese. Những kẻ ca hát tiếng lớn có Yitrahia dẫn dắt. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ, vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dâng dơ lên, về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó tùy theo đồng của các thành, phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi mà luật pháp đã chỉ định. Vì Giu-đa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng hầu việc. Chúng luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch tùy theo mạng lệnh của David và Salomon, con trai người. Vì ngày xưa về đời David và Asáp, có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong đời Zerubbabel và Nehemi, cả Israel đều cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa. Ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê-vi, và người Lê-vi để riêng phần của con cháu A-rôn. Chương 13. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se có dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Ammon và người Moab đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Balaam đến rủa sả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự phước hạnh.
Sảy khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Và trước việc đó, thầy tế lễ Eliashib, mà đã được lập coi sóc các phòng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tobia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát và người canh giữ cửa, luôn với của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 32 đời Artaxerxes vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliashib vì Tobia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tobia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy, tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê Vi cho họ. Vì vậy những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Giu-đa đều đem đến trong kho thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ Sa-đốc, Ký Lục và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi coi các kho tàng. Còn Ha-nan, con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa, mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Ti-rơ ở tại đó, đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng, việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao, nên nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng, cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách Đốt, Amôn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách Đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng, các ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chính mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả, trong nhiều dân tộc, không có một vua nào giống như người.
người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Yoyada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat người Horon, vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dâng củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi. Sách Kinh Thánh trọn bộ của chương trình có 66 sách, 39 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước. Quý thính giả, các con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy nghe hàng ngày để linh hồn chúng ta được tăng trưởng đức tin và thêm mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn tải về máy nghe, hãy vào trang web Cốc Cốc, vào trang YouTube, nhấn phần download MP3 về nghe. Anh chị em giúp chương trình chia sẻ cho mọi người trên mạng cộng đồng xã hội để nhiều người được biết. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Jesus Christ. Amen.